Alo, chào cả nhà, chào anh em. Chúc cả nhà với anh em ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha, và tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay hai cha con mình đi thả gặp cua cả nhà. Hôm gài lâu quá rồi, không có thả gặp cua. Hôm nay đi thả gặp cua mà thả rồi giờ mình đi thăm. Không biết có dính gì không đây. Trông cho dính mớ cua gì. Mình về làm món gì đó ăn coi. Giờ chưa dính mình cũng chưa biết nói món gì luôn. Tới gặp rồi. Cua thì dính thì có dính rồi đó, nhưng mà nó chưa có đu gạch hoặc là cua mềm này kia anh bắt cũng không được cả nhà. Cũng thả lại chừng nào nó đủ gạch rồi này kia mình mới bắt. Hùng lắm, cua hùng lắm. Cua này bắt được rồi cả nhà, cua bự à, nửa ký. Trời quá. Chuẩn bị tới gặp nữa cả nhà. Này mình cũng mới vừa cái cỏ xong. Bò dưới ghế nó ngồi kìa. Ngồi nó gần dưới ghế kìa. Hôm nay Mai Cụ Tèo với thằng Trường có công chuyện này các bạn ơi. Bị kinh mình mới thành lập bây giờ còn nói chung là còn kinh tế còn eo hẹp dữ lắm. Anh em có coi có thương tình thì cho mình một cái đăng ký và một cái like và một chia sẻ nha anh em. Để cho mình có động lực mình làm nhiều video hay hơn. Có một chuyện này thành ra hai cha con mình đi quay gặp kinh tế eo hẹp rồi anh em có lúc nào rảnh mới quay được với mình. Cua đó nó chưa đủ gạch mình thả nha anh em. Cái bên gặp luôn rồi. Chỉ luôn. Bung thì bung mà dính thì dính. Cái này chán quá. Rồi, rồi.
Cua này hơi mềm, mình thả lại nè. Tiếp tục tới gặp nữa anh em ơi. Tới gặp. Vô, có vô gì không? Ít chạy quá. Thấy trắng tư đây. Rồi. Không có con gì luôn. Sao vậy? Sao không có con gì vậy? Cái gặp nữa anh em ơi. Cái gặp rồi móc bọc rồi. Con chung rồi móc bọc rồi. Gặp này. Quay cả nhà bắt không được con nào hết. Giờ lên bờ mình đặt cặp chuột. Tới gặp luôn anh em ơi. Một con gãy cào trên đầu nó bị gì cha, bị kẹp á, lúc mới lột cũng bị kẹp. Cua này còn mềm chưa bắt được. Thôi giờ mình thả lại cho về thiên nhiên đi. Cậu bé tí hồ. Tới phao nữa anh em ơi. Đặt bên này ít cua quá. Ít quá ít. Mình thả lại. Thả luôn.